À, công việc thứ hai là hướng dẫn em cái chương trình học tập. Và công việc thứ ba là văn hóa này, giao thông này, mua sắm này, ăn uống này. Thì sẽ hỏi thì thầy Cường sẽ giải thích thêm. Bạn nào mà học giỏi thì sẽ có nhà trường thưởng một cái chuyến đi tham quan các cái điểm du lịch của tỉnh. Có rồi. Chuyên môn một năm có cái bằng là cao đẳng, là gọi là Việt Nam là cái danh hiệu là kỹ sư. Kỹ sư là điện với ô tô, hai điện ô tô, là kỹ sư điện, kỹ sư ô tô, kỹ sư thực hành đó. Còn con trai lẹ phép phải tuy nhiên á, là ở trường thì cũng có thiết kế một cái chương trình tiếng Việt cho các em. Việc này mình học 3 tháng suy mình. Để mình thì là có học tiếng Lào bình cho bà xét. Cô thì mình phải dạy bà xa là ngay bà xa à, sẽ dạy cho các em, hướng dẫn cho các em một ngày học 2 buổi. Dạ, nên làm các nhân không có kèo liên quan xóm xóm khác và xóm thứ sư các bạn mình dạy xa xỉ về chương trình á. Thì cái chương trình tiếng Việt á thì mới soạn lại và rất là nhẹ nhàng, các em phải học là để nói được tiếng Việt. Rồi học tiếng Việt là học chung. Tiếng Việt là học chung. Alo. Còn học học nghề á thì sẽ chia theo nghề.